Chào các bác làm vườn nhé. Rất vui được gặp lại các bác ở một cái video ngắn hôm nay. Thì hôm nay em đang ra vườn bưởi đây các bác này. Và cũng chuẩn bị tới vụ thu hoạch bưởi rồi. Thì em cũng chia sẻ tới các bác một cái dụng cụ chuyên nghiệp dành cho cây bưởi, cây cam. Những cây ăn trái sẽ sai quả hơn nhiều. Thì đây là một cái mẫu rất chi là mới, đó là cái dòng kéo khoanh cây. Khoanh để giúp cho cây nhiều quả hơn. Đấy, một chiếc kéo mới thì em đang làm cầm nó nằm trong cái hộp như này nhé. Rất chi là đa năng các bác ạ. Một cái kéo mà sẽ được đi theo 4 cái lưỡi để các bác nhà mình tùy chỉnh ở mức độ. Đấy, và một lưỡi đã lắp trực tiếp ở trên cái thân kéo rồi nhá. Đấy, một bộ kéo này các bác này. Và bây giờ em sẽ khoanh thử luôn để các bác nhà mình nắm bắt được. Em đã khoanh cái cành cây này nhá các bác nhá. Đấy. Một cái thân cây cũng khá là to đây các bác này. Các bác chỉ cần đặt cái kéo khoanh vào như này thôi. Đây các bác nhá. Các bác nắm vào như này. Những cái đường khoanh rất chi là dễ. Đấy, các bác thấy không? Cái này thì các bác cứ tới đâu các bác nắm chặt tay vào thì sẽ được đến đấy nhá. Rất chi là dễ nhá. Sẽ chạy vòng quanh như thế này. Đây là lần đầu tiên em làm. Nó cũng hơi bỡ ngỡ một chút. Cái khoanh này rất chi là sâu và đau nhá. Đấy các bác thấy không? Em vừa mới khoanh một lượt. Và ở mỗi một cái kéo khoanh như thế này các bác ạ, một bộ thì sẽ đi theo sẽ là 5. Đấy thì thực tế thì em cũng vừa mới khoanh để các bác nhà mình nắm bắt được nhá. Cái mẫu kéo khoanh này thì em xin chi tiết một chút này các bác này. Cái thân của nó thì sẽ là một cái chất thép trắng vô cùng là dày. Đấy, giúp cho các bác khoanh nó sẽ có cái độ khỏe và độ bền rất chi là cao. Tay cầm thì được lẹm cao su, rất chi là chắc chắn các bác nhé. Đấy, mỗi cái phần tay cầm này các bác có thể về đeo một cái dây vào đây. Để khi dùng xong mình có thể cất đi. Một bộ kéo sẽ đi cùng với 5 lưỡi nhé. Ốc chốt của nó rất chi là ok các bác ạ. Đấy, một bộ sẽ đi cùng với 5 lưỡi. 5 lưỡi nhé, cái lưỡi của nó rất chi là dày và khỏe. Đấy, thì em cũng vừa test thử cho các bác xem rồi. Và đây là một cái thùng hàng vừa mới về để phục vụ các bác ở cái đợt làm tới này. Thì qua cái video ngắn, các bác mà đang quan tâm tới sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video nhé. Em sẽ tư vấn và gửi đến tận nhà các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn hay nhất. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau nhé. Hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em. Và em cũng cuối cùng em cũng báo giá để các bác nhà mình được biết. Cái mẫu này thì em đang gửi tới các bác giá sẽ là 250.000. Giá miễn phí ship các bác ạ. Miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại.